thích ca mâu ni phật à, nam mô a di đà phật hôm nay là ngày 25 tháng 8 2023 chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc à, những đức có khi à, ở trong chùa gặp với những người à, ta dẫn những người đến mà thấy cuộc đời người ta được thân người nhưng nó bất hạnh những đức thấy bất hạnh nhất của người ta là không tiếp nhận được phật pháp thêm cái nữa thần kinh có vấn đề rồi hoặc là những người giống như lơ lơ lửng lửng giống như phần âm chiếm hữu không biết gì nhưng hồi chưa những đứa gặp một cái Cái cô này trên thành phố Cô Cũng Đạo Thiên Chúa Mà cô lại nghe mình giảng Cô rất là thích Và những bài chia sẻ như đứa cởi mở tâm tư cho cô Và cô nói cũng có một người em hay gì đó. Buồn chán Và có khi muốn tự tử Nhưng mà nghe thầy giảng cởi mở tâm tư Chính cô rất thích nghe như đứa giảng đi cùng với ba người mà trong đó có một người anh thì tâm trí không bình thường nói chuyện được mà không bao giờ nói chuyện không nói chuyện luôn nhiều năm nhiều năm luôn không có nói chuyện một câu luôn cô nói rằng nuôi anh giống như là nuôi cái xác cũng như nuôi được một đứa nít như một cái xác lơ lơ lửng lửng lơ lửng lửng Thì nhìn thấy Có khi Chỉ một người như vậy thôi Mình cảm giác mình Cũng cảm giác mệt mỏi ấy, ừ. vì... có nhiều người người ta gặp như thế Ta nói rằng Ủa sao mà? mà Thầy nuôi được rất nhiều người già như vậy Biết gì sao Tất cả những người già nị Phật Thêm những thứ có một đội ngũ Chứ đâu phải là những người gì đâu Thí dụ như mà những người lớn 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 lững gì sao nuôi Họ không có cảm giác, họ không nhận thức được Phật Pháp Không có lý trí Đó gọi là, là bất hạnh Là bất hạnh của đời người là người gì đấy Không tiếp nhận Phật Pháp Có những người ta nghĩ rằng Quý thầy có phép thuật gì Để nhờ quý thầy giúp dùm Không phải đó quý vị Trong nhà Phật nói câu rằng là Phật độ người có duyên Người đã không có duyên rồi dù có Phật không độ được Khi Đức Phật còn tại thế Có một cái ông này Phật thể hiện cho mình để nhận thức Phật đến độ ông Phật thiết pháp trước mặt ông Ông quay chỗ khác hoặc phật dùng thằng thông, phật biến ngay trước mặt ông, ông quay chỗ khác, biến ngay trước mặt ông quay chỗ khác, cuối cùng phật bao xung quanh ông, ông úp mặt xuống đất, ngửa mặt lên chờ, phật nói rõ ràng, có duyên mới độ được, không có duyên làm sao độ được, nó rõ ràng không, đó là có thằng thông đó biến hóa, đó, không độ được. nên người phải tiếp nhận kìa quý vị nghe nhà đức chia sẻ phật pháp vì tiếp nhận vì được lợi ích không tiếp nhận sao được lợi ích không nghe không không cảm giác gì chứ sao lợi ích quý vị nên chúng ta với nhau là có duyên cực kỳ dài nên như đức nói cái ngày chủ nhật mà phật tử mà ngồi nghe như đức nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ vui vẻ quan hệ thời gian qua mau cực kỳ mau như buổi chủ nhật mới đây nè những buổi chủ nhật mỗi tuần vì những ngày chủ nhật mọi vị không đến ủ Thứ bảy chủ nhật không đến rất ủ Nó ý nghĩa của chiến Tu hành đặc biệt ghê Vui vẻ mà chính miệng đức mà coi lại Nhưng buổi giảng mà thấy còn đặc biệt Vui nó an lạc gì đâu Mình chia sẻ Phật Pháp nó hưng khởi gì đâu Phật tử người ta nghe người ta hưng khởi Người giảng cũng hưng khởi, Nó vui, nó đặc biệt, tuyệt vời gì đó Bởi vì Ngày thứ bảy Chủ nhật cộng tu đặc sắc, tuyệt vời Nó tóm lại là những buổi chia sẻ của mình Nó đi vào nhân sinh lợi ích quá lớn Nghe lợi ích quá lớn quý vị à? Lớn lắm Nhưng mà đó là nhân viên đặc biệt giữa nhân đức quý vị Người nói kẻ nghe kìa Nên nhà Đức mới nói là cái chú đóng bất hạnh Người bất hạnh là người không tiếp nhận Phật Pháp Người khù khờ không có lý trí Người lơ lơ lửng lửng như phần âm chiếm hữu Như hồi trưa chú là như phần âm chiếm hữu Lờ đờ lờ đờ Người em nói rằng bằng đêm cứ ngồi cười mình Thấy ghê không? Câu hỏi như Đức bây giờ Làm sao giúp được chú? Những Đức nói rằng chính bản thân của cô nghe pháp mỗi ngày cô dụng công niệm phật làm sao mà chính cái tâm cô không còn đó là gánh nặng nè giống như thiếu nợ thì trả đi khỏi thang vang luôn cô nói rằng cũng có em út đồ này kia nhưng mà mấy người kia không có nuôi chỉ có mình cô nuôi thôi như đức nói rằng những người kia có duyên không có nợ cô vừa có duyên vừa có nợ đặt để cũng ngay cô này là không có chồng không con luôn nên mình cứ chăn thật mình nuôi họ tới chừng nào hết nợ thôi cái tâm nó rất là đúng mình nghe Phật Pháp mình hiểu rồi chứ thử bây giờ mình mà bỏ rơi họ đầu đường xó chợ tới cái chịu không nổi mình đã thiếu nợ là cái tâm mà nó gì đó bây giờ mình đừng có đưa họ vô trong trại tâm thần đi từ khi mình không có thiếu nợ họ chứ mình thiếu nợ họ là trong lòng mình nao nao khó chịu bận tâm làm sao nên đó là những dạng người bất hạnh không tiếp nhận Phật pháp Nên có những người người ta không hiểu Chùa mình cũng có Có những người người ta đưa Cha hoặc mẹ người ta vào chùa Rồi Người ta bỏ người ta đi Cái tội này quý vị cực kỳ lớn Lớn Tại vì sao Vì phan duyên Tội đó rất lớn Đem con người đi bỏ rơ Đối nhà chùa nuôi bao nhiêu con người Nhưng toàn là những người ta đủ duyên Còn những người không đủ duyên mà mình bỏ người ta Là cái hành động đó rất tội lỗi Cực kỳ tội lỗi cái quả báo cuộc đời vì cũng sẽ không bao giờ được tốt nhớ nên mỗi một người đi đến cái cuộc đời này mình gặp phật pháp nhờ mình nghe phật pháp đó, quý vị mình mới được cỡ mở tâm tư nên mỗi ngày mình được nghe pháp là mừng lắm quý vị rất là mừng nhất là mỗi ngày được niệm phật sáng suốt tỉnh táo chịu niệm phật là mừng lắm chứ nếu như mà mình mà không nghe được phật pháp khù khờ đằng độn Lên lên lửng lửng thì bị coi cuộc đời có thằng người mà thì thấy vô dụng không dù cuộc đời có người có giàu cỡ nào đi chăng mà con người này không nghe Phật pháp không tiếp nhận Phật pháp bị coi con người này vô nghĩa không bây giờ như đức hỏi với, khi vị khi bị thọ mạng đến vì bị sẽ đáng sợ lắm mà con người mà không tiếp nhận Phật pháp khi thọ mạng đến họ sợ chết á nhìn kinh khủng cái chết của họ rất đáng sợ mà đa phần đi đọa lạc nhớ đó đa bằng đi đỏ lạc hết đỏ lạc khổ đau nên mỗi một con người chúng ta đến với cái cuộc đời này mừng nhất là mình được nghe Phật pháp mừng nhất là mình được nghe Phật pháp nhớ những đức thường khuyên hàng Phật tử trong cái thời cuộc này mình gói gọn tất cả những việc làm lại là gọn gọn thôi. Miễn làm sao mỗi tuần thứ bảy chủ nhật quý vị được đi chùa Có con dẫn con đi chùa Con gọn không việc đó thôi Đủ sống tu phước tu duyên đi cho về Có những việc trong cái cuộc đời của người quý vị nhớ Tham là thăm Tham là thăm Bình an là phước báo Biết đủ là phước báo Tham là thăm Phật tử mà đi về chùa mình á, được dạy rất là rõ ràng Có những việc quý vị mà phan duyên là quý vị sẽ chuốt thái ương cực kỳ lớn Mình đi về chùa cũng vậy đó Chơi với bạn đồng tu đồ này kia Mình phải có góc độ cực kỳ sáng suốt Chơi chung là chơi chung tuyệt đối cái chuyện dính vô tiền bạc không có dính Dính vô cái chuyện làm ăn này kia không có dính Tại vì sao? Đó là cái rất phiền phức tình nghĩa mà có dính tiền bạc vào không rõ ràng là mắc tình nghĩa mà còn trở thành quán thù tuyệt đối không có bao giờ giấu vợ hay giấu chồng giấu gia đình về cái việc tiền bạc đối với ai không có dính chỗ này tuyệt đối thà mắc lòng trước tặng lòng sao tuyệt đối không có dính không có dính thí dụ như bây giờ người ta không có tiền đi xe bao người ta ăn vé xe còn có thể người ta không có máy niệm phật máy nghe pháp tặng người ta máy niệm phật máy nghe pháp còn có thể được còn đối với tam bảo mình cũng dường đối với con người không có chuyện mượn chát tiền bạc này kia lưu bu còn đã là cho mượn tiền bạc thì đừng suy nghĩ tới trả nếu mà có những cái loại tiền mà nói rằng thôi cho chị em mượn đỡ đi rồi xây sở lúc này cái rồi gỡ lại cho ban đầu thì mượn cái vài bữa đưa thời gian cái thấy được được cho mượn nhiều thêm mượn nhiều thêm nhiều thêm hoặc là à, chị anh cũng à mượn cũng à trả lời bây giờ thôi em có tiền để làm gì anh có tiền để làm gì đưa em mượn đi rồi em gỡ tiền lời cho xài vốn vẫn còn yên nguyên hiểu em mà biết em mà biết anh mà đâu có sao đâu đừng có dính chỗ này chỉ tu hành mà dính vào chỗ này có ngày khó nói chuyện Cực kỳ khó nói chuyện luôn Nhớ kỹ nha Nên phải nhận thức sâu sắc Thà không dính Còn nếu như mà Mình thấy giúp được mình giúp thì đừng nghĩ người ta trả Mình sẽ không bị hụt hẳn Còn nếu như mà dính vào Mà lỡ người ta không trả Xảy ra vấn đề hận thù nên tình cảm dính tiền bạc nó rất phiền phức Nhớ rất là phiền phức Nên đi đến chỗ đông người chùa chiền Tạo những mối quan hệ quen biết này kia Cái cách cư xử giải quyết vấn đề Cái gì phải rõ ràng từ đầu Đỡ xảy ra những việc phiền phức Rồi đi đến chùa đông đúc tuyệt đối Đừng có bao giờ tẩm ba tẩm bảy nói người này người kia Mình đừng có dính vô Mình dính vô có ngày lôi mình ra Vợ hay chồng mình sẽ ngại ngùng xảy ra vấn đề người ta đi chùa mà cuối cùng xảy ra chuyện gì người ta phỉ bán phật pháp lúc đó nó rất phiền phức nhất là phái nữ cùng với phái nữ nữ nhóm 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 hãy nhận thức cho thật sâu sắc đừng để xảy ra những vấn đề như vậy cẩn thận mình có lo học đạo nghe thầy dạy áp dụng cho đàng hoàng vậy thì đúng là mình là phật tử quá đặc biệt tuyệt vời đó mới là kính trọng biết nghe lờ đừng có dính vô những chuyện người này người kia nhiều chuyện nhiều điều đừng có dính vô mình đi chùa là để tìm niềm vui tìm sự an lạc của cõi lòng chứ không phải đi tạo ra sự phiền não nhớ kỹ mỗi là ngày nhớ niệm phật siêng năng niệm phật nghe pháp mỗi ngày được nhắc nhở như vậy rất đặc biệt có nhiều người ta đi chùa Tối ngày sách giỏ đi chùa suốt luôn Đi ở chùa còn phải dính này cái kia tùm lum lá chuyện Bận tâm đủ chuyện Cuối cùng đi tạo nghiệp nhiều Đi lại chùa không có nghe giảng pháp gì hết Không có tu hành gì luôn Đi chùa cái đó dù đi 100 năm cũng không có kết quả anh Còn Phật tử đi đến chùa mình đa phần được nghe pháp Được tu hành Được giảng dạy Về nhà được áp dụng tu Nên quý vị đi chùa mới được lợi ích còn nếu như quý vị đi chùa Long ngông không có bao giờ mà được gì, Nghe giảng pháp những gì, gì hết trơn Cái vị làm sao hiểu được cái nguyên lý của Phật Pháp Là giải thoát như thế nào thế nào Đâu có nắm được phương pháp tu gì đâu quý vị Nhiều Phật tử thiệt là tội nghiệp đáng thương Gặp Phật Pháp mà không biết được phương pháp tu là gì cả Phật tử mà đi về chùa mình Đa phần ở nhà đều áp dụng tu Gia đình đều có ngôi tam bảo Quý vị áp dụng tu Quý vị mới được lợi ích Quý vị nhớ, nhớ kỹ nha Quý vị có tâm giải thoát thì cuộc đời quý vị gặp cái nạn tai kiếp nạn gì quý vị cũng sẽ vượt qua. Nên mình là Phật tử trưởng đoàn mà người ta dẫn mình đi tu, mình nhìn thấy người ta tu nè. Mình nghe lời thầy dạy nè. Chuyên tu, chuyên niệm Phật nè. Còn bây giờ người ta làm trưởng đoàn người ta dẫn mình đi tu mà có khi người ta tu môn này môn kia tùm lum, người ta dẫn mình đi tứ tung lang tang người ta tạo cái tu lạ 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 là mình nên cảnh giác. Mình phải có sự sáng suốt. Dù là người ta là trưởng đoàn đi chăng nữa mà người ta không có chuyên tu Người ta không có chuyên niệm Phật, người ta không áp dụng Bản thân mình phải lo áp dụng mình Cái chính là mình nghe thầy dạy, mình áp dụng Người ta chỉ là người dẫn mình đi Mà mình là người lãnh ngộ được bao nhiêu là do lợi ích ngay mình Còn nếu như mình mà không có nhận thức mình sai lầm Đừng có nghĩ người ta là trưởng đoàn bây giờ ta đi đâu mình phải đi theo đó à Người ta tu sao mình tu theo vậy? Bảy cái quan trọng là ông thầy dạy còn trưởng đoàn dẫn là một người như mình đi đến chùa tu thôi Nếu nghe lời thầy dạy rõ ràng Họ làm ngược lại là đó là họ sai Mình phải có góc độ chọn lựa như vậy mình đi tu mới có kết quả Còn nếu như bây giờ trưởng đoàn ta dẫn đi Mà người ta làm ngược lại lời thầy dạy này kia mình cũng làm theo Là do mình thiếu góc độ Thiếu góc độ Nhớ kỹ Nó, Mình mà gặp người trưởng đoàn vậy Mình quan hệ với những Toàn xe khác mình đi Tại vì sao Vì họ đi mà họ không nghe lời thầy dạy Họ tu Họ dẫn mà đi tùm lum tùm la Tu thêm tứ tung lăng ta Mình không nghe Mình muốn chuyên tu chuyên niệm Phật Nghe lời thầy dạy Cái đó là cái góc độ của quý vị Khi những đức giảng dạy cho quý vị nghe quý vị có góc độ nhận thức Sâu sắc tiếp nhận được Tại vì mười mấy năm nay nhà đức gặp tịnh độ Chuyên tu nhà đức mới được lợi ích lớn gì Nếu như mà thêm cái gì nữa Thì không có ai Tại vì sao? Vì như Đức mười mấy năm nay là chiên tu Sự thành công của như Đức rất là cao Rất đặc biệt thành công Có mục tiêu vững chắc rõ ràng Lòng tin về tịnh độ nó phải sâu sắc như vậy Thì tức khắc cái vị tu nó có kết quả Còn nếu như lòng tin quý vị mà dễ dờ đổi Quý vị thất bại Lòng tin dễ dờ đổi quý vị thất bại Nhớ kỹ nha Nhớ đó Như chùa mình quý vị biết rằng máy nghe Pháp máy niệm Phật Đèn bông sen Năng lượng niệm Phật Phổ biến rất là mạnh, cực kỳ mạnh luôn Quý vị biết bao nhiêu năm nay thành công như vậy là từ đâu quý vị biết không Là nhờ chùa mình có quy tắc rất rõ ràng Những thức làm rất bài bản Thì ta thấy cái lượng Máy nghe Pháp máy niệm Phật đèn bông sen năng lượng Không có lên xuống gì cả là do gì sao Vì những đức có góc độ cực kỳ sâu Những thức làm rất đặc biệt nên quý vị thấy đặt máy nghe pháp máy niệm Phật đèn bông sen này kia Nó theo quy tắc của giá cả rõ ràng Thị trường có bao giờ mà được mà, mà 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 nó đứng hình như vậy được Vì mà những cái loạt pháp thí trong chùa mình đưa ra là một giá rõ ràng Là vì sao như Đức Lắc định hình được cái giá đó rõ ràng Nên nó mới đi ra tiện lợi như vậy Và thêm cái nữa là ngay điểm chùa mình Nên nó mới phổ biến mạnh như vậy Phổ biến mạnh như vậy Chứ thử đi bây giờ mà người khác làm đi chưa chắc phổ biến được mạnh như vậy Vì ngay điểm chùa mình đưa ra nên người ta không cần suy nghĩ tới gì hết Tại vì người ta nghĩ là chùa nuôi bao nhiêu con người mà Thầy đưa ra mình không cần suy nghĩ gì Nhưng mà dưới cái người không phải nhận đức Mà đưa ra thì có khi người ta Là suy nghĩ mình kinh doanh này nọ, người ta phải tính toán với mình Không đơn giản đâu Nên từ nơi đó Mà cái duy trì được gì là nó một cái sự thành công cực kỳ lớn Lượng máy nghe Pháp, máy niệm Phật Nó qua một quận rồi nó sẽ về rất là nhiều nên tất cả những cái vị trí đặt máy nghe pháp máy niệm phật đèn bông sen đồ này kia rồi pháp thí từ chùa mình nó sẽ phát triển phổ biến rộng ra nó bây giờ nó đang hút là do gì nó cái lượng nó về chậm mà nó 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 về bao nhiêu là sạch bao nhiêu nhưng mà thời gian nó sẽ về, về rất nhiều rồi dập 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 về thì lúc đó mình sẽ có máy để mình phổ biến càng nhanh Bây giờ là cái lượng máy niệm Phật là phát triển rất mạnh Như cái này là cái công ty mới này Nó làm máy niệm Phật Kỳ này như Đức làm cái máy niệm Phật này là Không có hình những Đức không có hình quan âm Rất đẹp Rất đẹp ừ. Những Đức nó bây giờ cái Máy niệm Phật mình thường để Chỗ bệnh đau này nọ được Mình chui lũi vậy luôn hay Rất là đẹp Hai bên không có hình Chỉ có một bên là một câu ai phật niệm đến cùng một bên là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc và chùa hộ pháp vô lượng thọ là trang website trang thành niệm phật vô lượng thọ là trang của chùa mình bên đây là chữ nam mô với là phật chiếc máy niệm phật này là nó cũng có ba bài pháp cái nút mà mở máy là là cái nút đầu tiên âm thanh nó cũng hay Vào... Âm thanh rất là hay ừ. nên một chiếc máy niệm phật gì mà cái lợi ích cái trọng lượng nó lớn vô cùng tiện lợi bởi vì ai cũng thích cái máy niệm phật này còn bây giờ thì những bài giảng như đức thì trên mạng rất là nhiều còn máy nghe pháp đồ này kia rồi thì nhiều người không biết bấm lên mạng bị tặng cho anh ta nhưng mà nó tiện lợi là có những khi mình làm việc mình nghe được Như chiếc máy nghe Pháp này là Khi díu âm như Đức tặng quý vị nè Tiện lợi vô cùng Niệm Phật bắt cũng được luôn Và nghe Pháp cũng được luôn Nó lớn cái máy niệm Phật chút xíu à, Rất tiện âm thanh rất hay Rất là đặc biệt Vì nhớ nghe Pháp mà coi hình trực tiếp á, Thì chỉ có rảnh ngồi coi thôi Còn cái việc mà nghe MP3 Là lúc làm việc cũng nghe được luôn Lúc làm việc cũng nghe được nhắc mỗi lúc mỗi nơi Thế giới cực lạc mà còn Phương tiện thiết pháp khắp nơi mà Nên chúng ta bây giờ phát triển những phương tiện này rất hay Nó nên chùa mình Phát triển gì Máy nghe pháp máy niệm Phật Đèn bông sen Năng lượng niệm Phật là cực kỳ mạnh Bây giờ phổ biến rộng khắp nên đó Nên mỗi một người mình những cái nhân viên đặc biệt gì mình làm được Mình càng phổ biến rộng ra Nhưng bây giờ mà ta gọi điện thoại cho chùa chiền mình Về máy niệm Phật này kia nhà Đức gỡ cho vị hết Gỡ cho những cái người có số điện thoại đồ Thế vị gỡ máy, máy niệm Phật đồ cho người ta Tại vì chùa mình công việc cũng nhiều lắm quý vị Hồi xưa chùa mình gói Gói đồ đỡ gỡ đi cũng nhiều lắm Sau này nghĩa giao Phật tử làm hết Thầy Phật tử làm vậy là ổn nhất luôn Cứ vậy mình làm Mình truyền Phật Pháp thì khắp nơi nơi luôn Dù người ta ở xa nhưng người ta vẫn có được chiếc máy niệm Phật ừ, Có được chiếc máy niệm Phật Nó giá cả rất là vừa Cho mình sử dụng Nó không có cao quá Nên là Cái giá đưa ra rất là hợp lý Được cái niệm Phật quý ấy lúc nào cũng được nhắc nhở mình niệm Phật hay, thiệt là hay. Vì mặt tâm linh đặc biệt. Nhưng Đức nói rằng là có nhiều đứa bé nhỏ nít thôi. Mới sanh ra thôi mà đã cho nên nghe mấy Mấy niệm Phật. Lớn lên là đứa bé đặc biệt tuyệt vời. Nên những Đức nói cái câu Phật hiệu này hay dữ lắm. Quý vị hãy nhìn từ ngay điểm những Đức. Là một người trình độ gì. Mà bước lên một cái là chia sẻ Phật Pháp. Thao thao bất tiệt. Thấy rõ ràng không? Mà nó vui, nó quan hỷ thì sao? ta nghe người ta quan hệ như thế nào rõ ràng người niệm phật có duyên có phước và cái tâm những đức thường quan hỷ vui nên những đức chia sẻ một pháp cực kỳ vui nhiều người ta nghe ta nói ta cởi mở tâm tư sâu sắc luôn cả đạo thiên chúa giáo người ta nghe người ta còn được lợi ích lớn rất nhiều người như đức gặp những người, người ta đạo thiên chúa giáo luôn người ta vẫn nghe ta nói, lợi ích quá lớn đơn giản dễ nghe dễ hiểu dễ áp dụng những điều như Đức nói cho vị nghe là những điều đơn giản bình dị Như chùa mình từng nào như Đức cũng tặng tượng Phật Vì thấy cái gì như Đức làm làm rất rõ ràng Nhưng mấy nghe Pháp mấy niệm Phật này kia đèn bông sen rồi nhưng Đức đặt từ xa đưa ra cho quý vị phù hợp Còn riêng tượng Phật quý vị thấy rõ ràng không Bao nhiêu năm nay tượng Phật như Đức hoàn toàn tặng Thấy rõ ràng không Như Đức làm cái gì rất rõ ràng cái này Còn ví dụ như mấy nghe Pháp đồ gì nè Dịp lễ với quân âm đồ như Đức tặng từ máy niệm phật máy nghe pháp nhà đức tặng bao nhiêu lần lễ giới ngâm âm để ý đi Đó. cái này là máy nghe pháp này là là ấn tượng đặc sắc cái trận lễ chiếu âm bồ tát 19 tháng 9 20 tháng 9 21 tháng 9 lần này là ba ngày 3 ngàn lại này tặng chứ vị chiếc máy nghe pháp này đúng là trọng lượng đặc sắc quá tuyệt vời ý nghĩa của cái chuyến đi lại quan bồ tát quá tuyệt vời luôn vừa giữ một cái pháp hội đặc biệt tuyệt vời tu phước tu duyên lớn mà lại được thầy tặng cho mình một cái máy nghe pháp một cái lọc chùa gỡ tuyệt vời đến với mình đến với mọi người chuyến đi lại bồ tát quán Thế âm chiến này có tượng phật như đức đặt rất là nhiều bộ tượng phật hoàn toàn thẳng với vị tượng phật một bộ tam thánh tượng ngồi rất là đẹp một bộ tam thánh tượng ngồi rất đẹp bởi vì đi đến chùa mà được thỉnh một bộ tượng gì không đơn giản Vậy ra ngoài cửa hàng Mà ta kinh doanh tượng Phật rồi đi Thỉnh một bộ tượng Phật đi Giá mắc lắm Giỡn đâu Mà những đức đặt tại góc luôn Là một bộ tượng Phật chỉ có tầm Một triệu hơn một triệu Quý vị nghĩ gì đi đến chùa Quý vị tu tập Một bộ tượng Phật quý vị thỉnh là Một triệu hơn một triệu mà từ đó tới giờ nhà Đức tặng không biết bao nhiêu bộ tượng Phật mà nó, Hồi đó nhà Đức đặt ví dụ như một tượng quan Âm Một tượng Thế Chí Một tượng Di Đà Còn bây giờ nhà Đức tặng luôn một bộ Tam Thánh Tặng cái vị một bộ Tam Thánh luôn Thì coi mỗi tuần chủ nhật từng nào nhà Đức cũng tặng Tượng Phật từng nào nhà Đức cũng tặng cái vì một bộ Tam Thánh luôn Về thỉnh về thờ luôn Gia đình những Đức mong muốn là thật sự mà nó những đức trong lòng như đức nói mỗi gia đình đều có ngôi tam bảo có thời khóa tu để lợi cho người còn sống lợi cho người đã chết nhiều gia đình đều là có cái tờ khóa tu như vậy những đức mong như vậy để cho cái kiếp nạn nhân sinh này được quá giải bớt đi nhà nhà điều niệm phật a di đà gia đình đều có ngôi tam bảo ông bà cha mẹ yếu thì gia đình có ngôi tam bảo hộ niệm luôn hình đức còn thu á, âm thu hình luôn cái điều hộ niệm bốn chữ cho quý vị luôn để áp dụng gia đình luôn quý vị thấy không nghĩa là đa dạng phương tiện như Đức suy nghĩ ra cho Phật tử, cho chúng sanh rõ ràng hết luôn, đâu vào đó trong cuộc đời của mình. Bao nhiêu năm nay như Đức làm tự Phật và máy nghe pháp, rồi niệm máy niệm Phật rồi đèn bông sen năng lượng, trên bàn thờ mà một cái đèn bông sen vậy thôi. Bây giờ như Đức lại thu âm cái điệu giảng pháp cho cụ quyền thất tổ chưa siêu nghe luôn. như Đức tin gia đình mình có phần âm chưa siêu, rất tiện lợi rất đặc biệt mình muốn những chiếc máy nghe pháp máy niệm phật đèn bông sen này kia đâu mình điện số điện thoại đến nhà chùa nhà chùa sẽ chỉ quý vị như thế nào để đặt máy nghe pháp máy niệm phật đèn bông sen năng lượng cái năng lượng bây giờ quý vị tiện bề vô cùng luôn mà hay cực kỳ hay trong đó có một bài pháp cho chúng sanh nghe cho đòi động vật nghe rất hay chỉ cần nắng gì thôi là nó hát này, tối ngày sáng đêm luôn cực kỳ hay như phần mộ ông bà cha mẹ mình nghĩa trang được hay là ruộng lúa hay là bắp ngô rẫy trồng rẫy đâu này kia cầm cái năng lượng theo là niệm mình thiết kế làm sao đó có cây cao lên gì nữa niệm suốt luôn ruộng lúa của mình mấy này vật niệm suốt lợi ích cho bao nhiêu côn trùng khi lỡ mình dẫm đạp nó chết nó cũng nghe có vật hiệu một cái hàng ruộng lúa của mình đặt chừng 10 cái máy niệm phật thôi mở rộng dài dài xa xa xa, xa khúc xa xa khúc lợi ích cực kỳ lớn mình làm thiết kế một cái cây thì sao đó mình để cái, cái năng lượng ghim vô đưa cái cây cao lên để cho khỏi ai lấy được vì mình không phải sợ ta lấy gì nhưng mà mình muốn để cái máy niệm phật rõ ràng vị trí nào cho cho nghe niệm phật còn ai mà muốn làm gì thì mình chỉ người ta như thế nói ruộng lúa quý vị không có chuột phá bậy bạ mà ruộng lúa chắc chắn rẫy đồ này kia sẽ sẽ bội thu tốt đẹp dữ lắm đặc biệt lắm chắc chắn quý vị luôn kẻ đi qua người đi lại côn trùng đồ được nghe có vật hiệu cái năng lượng là tuyệt vời vô cùng có về pháp cho loài động vật luôn được nghe luôn hay lắm quý vị ơi nên mỗi một con người chúng ta biết được pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng nên mình dùng đa dạng phương tiện để mà độ sanh độ chúng sanh nên quý vị biết mỗi ngày mình nghe ông thầy ông chia sẻ một pháp ông chỉ mình từng chút từng chút từng chút việc tu phước tu duyên việc này việc nọ việc kia trong chùa những đức bao nhiêu việc mỗi ngày gặp và làm và giao tiếp chuyện này chuyện nọ đủ chuyện hết nhưng mà giữ được tâm trạng vui vẻ an lạc tự tại gì là từ đâu nhờ như đức niệm phật đức siêng năng niệm phật đeo máy niệm phật cứ luôn luôn niệm phật cảm giác biết được không, không tình độ là đại thù thắng nên có người mình mừng lắm mừng cái mình tỉnh táo sáng suốt khỏe mạnh để mà mình tu tình độ mình niệm phật đáng thương tội nghiệp cho những con người thiếu ý chí những đức nói bị bệnh đau tật nguyền mà vị có ý chí sáng suốt đi niệm Phật Quý vị chưa đến nỗi Bất hạnh Người bất hạnh nhất là người khù khờ Lơ lơ lửng lửng Thần kinh Không tỉnh táo Đó mới là người thiệt thòi Người này là người đáng thương Tội nghiệp Còn người thông minh nhưng mà lại không tiếp nhận Phật pháp, không có diễn Phật pháp. Đây cũng là người đáng thương. Để bị biết. Nên mình gặp pháp môn tịnh độ hay lắm quý vị, đặc biệt tuyệt vời lắm. Pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng. Ai gặp được tịnh độ nắm chắc cả đời, nắm chắc có Phật hiệu đi. Hồi chưa những đức cũng gặp một cái phái đoàn miền ngoài họ vô. Với nói với họ một câu. Nắm chắc có Phật hiệu mà gây dựng. Tuy là một câu vật hiệu đơn giản như vậy mà phải gây dựng cho cực kỳ mạnh đừng nên lơ là lơ là có chừng cặn tử nghiệp có chừng không niệm phật được đó phải gây dựng tính nguyện gọi là trí tâm tinh ưa chí tâm là một câu vật hiệu niệm đến cùng tinh ưa là càng niệm càng thích phải gây dựng cả đời như vậy cái đáp số để chúng ta thi đậu vì cực lạc đó là câu vật hiệu cuối đời nên mỗi ngày càng gây dựng quân tập quân tập quân tập có vật hiệu đừng nên lơ là đừng nên đi đầu này đầu kia đầu nọ nhiều quá có đi đến cũng đi đến ngay ngôi chùa chiên tu Nghe đầu này nghe đầu nọ Cái chừng lạc không, không tin độ Cái chừng lạc đó à. Nên Phật tử như Đức nói Cứ hai bài giảng Một câu ai Phật niệm đến cùng quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc Thì quý vị Sẽ duy trì tu tịnh độ chiên tu Không có trở ngại Nên trong máy niệm Phật hay không có cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ này Một bên là cái đề học là một câu ai Phật niệm đến cùng Một bên là quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc để nhắc nhở vì mọi, mỗi ngày ổn định và những bài giảng chủ nhật lễ lọc hay là những bài giảng mấy điểm chùa quý vị cứ nghe lợi ích cực kỳ lớn có nhiều phật tử tất cả những bài giảng đưa lên là nghe đưa lên là nghe mỗi ngày sống trong cái pháp lạc pháp hỷ sung mãn vui vẻ an lạc như vậy thì quá tuyệt vời cuộc đời của người mà vui vẻ an lạc tự tại bình an biết đủ là có phước nhớ câu biết đủ là có phước biết đủ là có phước Nói đối với phật tử đồ này kia những đức nhờ bất cứ cái gì là rất rõ ràng đâu vào đó không bao giờ có cái chuyện đối với phật tử mà những đức nhờ việc đó mà nói là để con trả tiền không bao giờ những đức nhờ việc đó là những đức làm còn muốn cúng dường là cúng dường chứ không có nói cái chuyện mà nhờ việc đó thôi để con trả cho nhờ mua cái đó để con trả cho học cái gì những đức là rõ ràng những đức đến nhờ là những đức trả tiền còn cúng dường là cúng dường tam bảo không có dính cặp lại nên như vậy nên đối phật tử những đức với phật tử chơi với nhau rất là lâu dài không có dính gì tiền bạc gì những đức rất kinh nghiệm có nhiều người mình nghĩ rằng của chùa nên mình nhờ người ta rồi người ta cúng à tốt con cúng đi học những đức không bao giờ như vậy những việc như đức làm là những đức trả tiền ai muốn cúng giường gọi là cúng giường tâm bạo như vậy thì nó không dính cặp để cho người ta có khi có tiền không có tiền người ta không bị dính vô nên có nhiều phật tử với ông thầy mà quá thăng nó bị dính cái chỗ này mà mất tình cảm dính chỗ gì dính cái chỗ mà thăng quá mình nhờ cái mình im gu cái người ta tự trả tiền mình im gu luôn thăng quá mình nhờ người ta người ta trả tiền cái mình im gu luôn lâu ngày phía sau phật tử nó nói ông thầy đây là cái việc mà nhà đức đã từng kinh nghiệm rồi nó nói ông thầy rồi tự nhiên người ta không còn kính trọng nó lâu ngày giữa ông thầy với phật tử đó bị sức mẻ tình cảm thất bại là ngay cái chỗ mình không để ý chỗ này nên những đức để ý chỗ này rất rõ ràng nên đối những đức cái gì là rõ ràng cái nấy những đức nhờ là những đức sẽ trả tiền còn muốn cúng dường cái gì đó là cúng dường tam bảo không có dính vô chuyện này vậy thì mình mới chơi với nhau lâu dài được quý vị nên đây là người trong chùa anh em xuất gia trong chùa nghe cũng học được mà những người xuất gia đủ duyên nghe cũng rút kinh nghiệm được mình là người tu hành xuất gia tuyệt đối không có điện thoại nhắn tin cho người ta là hàng cư sĩ Biết đâu người ta có chồng này kia đâu Đa phần Phật tử nữ này kia Mình không có nhắn tin cho người ta Đây là những, nói, những người xuất gia trong chùa mình Tuyệt đối không có nhắn tin cho Phật tử Hay gọi điện thoại cho Phật tử Chuyện gì Là rõ ràng chứ không có cái chuyện Đêm hôm đồ buổi tối đồ Buổi trưa gì nhắn tin cho Phật tử nữ Khi chồng người ta coi được Người ta hiểu lầm Điều đó không có đúng Không có xin tiền xin bạc ai hay dính dáng tiền bạc của ai cái gì cái gì đều là báo những đức biết rõ ràng nên chùa chúng ta đặc biệt uy tín và rõ ràng nên phật tử người ta mới quý mến kính trọng nên đạo tràng mình phát triển đặc biệt như vậy mong hàng phật tử cũng là người hiểu biết nhận dạng rõ ràng được cái việc tu hành khi đi đến chùa để biết được cái nào cần học cái nào không cần học cái nào cần đến và cái nào không cần đến để quý vị biết sự chọn lựa rõ ràng nên mặt trái của Phật pháp quý vị nên tìm hiểu và mặt phải vì cũng biết luôn thì gặp cái gì mặt trái mình biết tránh gặp cái gì mặt phải mình biết tiếng để học đó là cái lợi ích cho quý vị rất là lớn nguyện tam bảo giang hộ cho quý vị tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thối tâm có Phật hiệu là mạng sống của mình bổn mạng nguyên thần của mình nắm chắc có Phật hiệu chân thật mà niệm cả đời khi bỏ báo tháng này Chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc Chúc quý vị an lạc Ai chỉ là Phật Nguyện đem công đức này Hướng về khẩm tất cả Đệ tử và chúng sanh Đồng sanh về tỉnh độ